mọi người nha, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với Messi nha mọi người. Tại vì clip trước mọi người bấm like mạnh chân quá cho nên hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi Messi nha. Ok mọi người. Và trong clip ngày hôm nay cũng như dạo gần đây thì nhiều bạn cũng chơi Messi nhưng mà hỏi ủa trong game này hình như có mỗi vỏ đúng không? Thấy sao có mỗi vỏ combat này ta? Có cách nào lấy cái vỏ khác không? Hình như ở trong này nghe nói là cũng có vỏ nhưng mà đa số mọi người cũng xài fruit với lại xài phụ kiện vũ khí thôi. Đó nên là mọi người ít xài cỏ mọi người. Đa số mọi người xài combat thôi. Ok, và cho nên là trong clip ngày hôm nay mình sẽ mọi người cách làm sao lấy cái vỏ khác nha mọi người ơi. Đó, mọi người sẽ đi lấy một cái vỏ. Ok nha mọi người. Và hình như ở trong tại vì trong PC này rất ít vỏ các bạn ạ. Đó, cho nên chỉ có một hai cái thôi mọi người ơi. Ok mọi người. Vì trước khi đi tìm cái vỏ đấy và làm sao để lấy được cái vỏ đấy thì đầu tiên các bạn bấm like video này và cũng đừng quên nếu như video này đạt được 2000 like mình sẽ làm tiếp về PC nha. Ok mọi người ạ. Và còn bây giờ thôi Xbox Foot với bốn full gear. Nhịp toilet tower defense và cái đó. Thì giúp mình. Ok mọi người ạ. Và hiện tại thì bây giờ thì trước tiên thì trong video ngày hôm nay mình cũng sẽ cho mọi người vài số một cái code các bạn ạ. Vài số code nha. Tại vì có nhiều bạn mới chơi game này cũng không biết có những cái code gì cho nên là trong video này mình cũng sẽ tổng hợp một số code tổng hợp tất cả code không biết hay là tất cả không nhưng mà mình sẽ đem tất cả những code mà mình đã biết ra mọi người ơi. Đấy để cho mọi người cũng như những bạn mới chơi. Ok và sẵn đi lấy cái vỏ luôn. Đấy và đầu trước tiên thì mình sẽ đi kiếm code nha. Đầu tiên thì cái phần nhập code chỗ nào thì ở trong phần cài đặt nha mọi người ơi. Mọi người kéo xuống tới phần cuối cùng nha mọi người ơi. Đấy nó có chữ Repden code này mọi người. Ok mọi người sẽ nhập cho mình code đầu tiên. Code đầu tiên đó chính là 10k active. Ok. Đấy code đầu tiên đó chính là 10k active nha các bạn ạ. Rồi bấm chỗ này để nhập nha. Ok, sau khi mọi người nhập cái code này vào mọi người sẽ nhận được 777 game ly. Và 777 game. Đấy, 777 game. Ok, mọi người bấm nhập nữa thì không được đâu nha, tại vì nó bảo là khi bấm vô cái nữa là nó bảo vậy nè. Đó, cái này mình không có edit nha mọi người. Mọi người không tin mọi người vào thử đi. Mọi người nhầm sai nó sẽ cho mọi người như này này. Ok nha. Rồi, có tiếp theo. Đó chính là 10 nhưng mà 10M nha. Đấy, visit. Ok, 10M visit nha các bạn ạ. Rồi, bấm nhập nha. Ủa không được hả? Câu này là bảo kiểu như nó hết hạn hay sử dụng rồi mọi người ơi. Ok, tiếp theo đó chính là code 20K. Hồi nãy 10K giờ 20K. Rồi TV. Ok, 10K TVA nha các mọi người ơi. Rồi bây giờ thì lụm. Đó, code này mọi người chỉ nhận được 850.000 belly. Đấy, 850 game. Ok, và cái code tiếp theo đó chính là code 40. Code tiếp theo đó chính là code 40K. Cái ta tít hồi đấy là 10k, bây giờ lên 40k nha. Nãy 20k, 20k, giờ là 40k nha. Ok, nhạp. Đấy, code này được 1.000 game à. Why. Ok luôn. Trời ơi, khá là xịn rồi mọi người ạ. Ok, code tiếp theo đó chính là bốn, thay vì 40k, bây giờ thành 4k thôi. Đấy, ảo đây rồi, nhạp đâu. Code này được 444 belly và 444 game. Ai chà, ngon vậy ta. Code tiếp theo nha. Đấy chính là code 10k member. Ok, 10k member nha các bạn. Ok mọi người, thì code này chúng ta sẽ được cái gì? Đây, bây giờ bấm luôn nha. Thì code này được cái gì thì công nhận là cái hành trình của MMC này cũng khá là gian nan mọi người. Mà nhắc tới hành trình thì đây rồi, cuối cùng thì cũng có một tựa game khám phá thế giới mở dành cho những bạn yêu thích phiêu lưu và chinh phục. Thì hành trình AFK là thứ mọi người hóng đây rồi. Mới đầu thì mọi người sẽ bước vào một cái thế giới siêu rộng lớn ấy. Game được vẽ theo phong cách canvas nhìn mê luôn mọi người ơi, không nhìn là không được đâu mọi người, nghiền luôn ấy. Mới đầu game mọi người sẽ tham gia vào hành trình thám hiểm kịch tính để điều tra chân tướng một vụ án oan, và Manny chính là người tìm ra chân tướng vụ việc đấy. Ui kinh chúa, cơ hội cho mọi người trở thành người cuồng sơ hôm nay rồi, còn gì nữa. Thì trong cuộc hành trình này thì không hề dễ dàng đâu nha. Manny sẽ phải chiến đấu liên tục vì có rất là nhiều đối thủ khác nhau, nhưng các bạn yên tâm, game có hạn hơn 40 tướng từ 6 phe với đội hình chiến đấu hình lục giác theo họ bạn bày chiến thuật luôn các bạn và chế độ chơi từ BB tới BV đều có hết nha. Và mấy ní như rành rọt game RPG và đam mê xây dựng đội hình chiến thuật thì đừng bỏ qua nha. Mà ngoài ra đặc biệt là chúng ta có thể AFK đã để nhận những tiền game nha. Những lúc mình gọi là mình bận thì mình sẽ treo máy đấy đã. Một lúc sau hồi mình vào thì mình sẽ có thêm phần thưởng mọi người, khá là xịt sò nha. Và đặc biệt là con game này thì tốn cực kỳ ít dung lượng và cũng không có quảng cáo, lại còn các bạn có thể chơi trên cả máy tính và lẫn như điện thoại nữa mọi người, khá là xịn đúng mọi người. Trời ơi, thứ này thứ gì chưa nói ra mà mình có cái này mình chưa bật mí cho mọi người thì chỉ cần các bạn đăng nhập hàng ngày thôi mọi người sẽ nhận được toàn bộ tướng và thêm hơn 450 lượt rút miễn phí đang đón chờ mọi người đây. Mà các bạn chơi trong game mà muốn kết nối với mọi người ngoài đời thì đừng quên follow fanpage và tham gia group cộng đồng chiến chủ, link mình cũng để dưới luôn. Còn bây giờ thì quay lại video. Ui code này được có 100 game thôi này, chà code này nó đơn giản thế thôi. Ok code tiếp theo đây chính là 10m visit. Đây hồi nãy mình nhập sai mọi người, visit nhầm đúng nè, không biết có phải không nhưng mà chắc chắn là nhập vô là chính xác sẽ nhận được 1 triệu belly.
Thấy chưa? Ok, rồi. Chúng ta sẽ tới cái code tiếp theo. Đó chính là code 10k like. Đấy. Cho nên là video này nhớ bấm like để có thêm code nha. Nói thôi cho mọi người nhớ bấm like nha. Lỡ đâu đó có cái code mới thì sao nha. Rồi, 10k like nha các bạn. Ok, lên ngay 10k like luôn nha. Nhớ 10k like nha. Nhưng mà k like là like có S nha mọi người. Cho nên là mọi người nhập làm 10k like. Đó, ok thì được nha. Ok, tôi đang cầm trái quý mà cái thằng này. Vãi đạn thì nào cho tôi miền trái quý vậy. Rồi thằng kia nó đập luôn rồi. Đáng làm clip thôi. Cái trái rồi mọi người ơi. Thôi kệ mọi người ạ. Rồi. Nhập 10k like nha. Rồi nhập nào. Ôi con mày là 10k like rồi. Nhưng mà chỉ có được 100 nghìn thôi. Ây xa. Nhưng mà không sao mọi người. Code tiếp theo đây chính là code. Tiếp theo đây chính là code update 4. Ok. Update 4 nha mọi người ơi. Nhận. Code này được 400 niềm ly và 40 game. Ok. Code tiếp 4 thì có update 3. Update 3 không có được đâu mọi người ơi. Update 2. 2 cũng không có được luôn các bạn ơi. Update 1. Cũng có luôn, thế update 5. Cũng có luôn, tại vì nó chưa update 5 mà người. Ôi dồi, thằng nào cho mình cái này vậy. Ui, lu rồi, rốt lu. Ủa, này mình ru nữa. Thằng ngu quá mọi người. Rồi, ok lu rồi đó mọi người ạ. Tiếp theo, đó chính là thằng for 200k free seed. Cái code này hết hạn sử dụng rồi. Code này nó gõ cái bong bong các bạn, vãi đàn thật chứ. Ok, thì đó là tất cả những cái code mà mình đã biết nha các bạn ạ. Ở trong thế giới MMC này. Đấy, thì bạn nào mà mới chơi có thể nhập những cái code mà mình vừa share nha. À mà nhớ nhập thành công thì nhớ cho mình một nút like nhá. Ok. Còn bây giờ thì mình sẽ vào trong video ngày hôm nay. Đó chính là mình sẽ đi lấy vỏ nha mọi người ơi. Đấy, đi lấy vỏ. Vỏ gì? Đấy, vỏ gì thì đầu tiên. Đấy, làm sao để trước tiên thì mọi người sẽ bấm vào vàng bảng lô cho mình. Cái la bàn này các bạn ơi. Đó, mọi người sẽ chọn vào Inlet nha. Inlet các bạn ơi. Sau đó mọi người chọn cái chữ MrBeast Inlet nha. Đấy. Ok, và sau đó mọi người sẽ đi nhìn trên bản đồ. Đây nó hiện này cách hai bao nhiêu mét của mọi người. Của mình thì cách 20 mét. Ok, mọi người sẽ đi tới đó cho mình. Mọi người sẽ đi tới cái đảo MrBeast. Đấy. Mình sắp trở thành MrBeast rồi mọi người ơi. Với cái số Belly. Ủa, mình có số Belly. Ủa, thấy không? Qua đảo đây tôi gặp Mr. Ủa, đây là Mr. Mr. gì? Ủa chứ không phải MrBeast rồi. Ok. Rồi ok, sau khi mọi người tới đảo này thì đầu tiên chúng ta sẽ đi gặp một NPC. Một NPC nó ở đây. Khi mọi người tới đảo này rồi á, mọi người sẽ thấy cái ông NPC, cái thằng nó bele này nó cầm một cái quả bóng mọi người ạ. Mọi người sẽ bấm vào cho nó cho mình. Đấy. Nó sẽ hỏi là bạn phải còn 10 triệu belly và 10 cái nhiên liệu pad đấy. Ok rồi, hiện tại là mình không có cái nhiên liệu pad nào hết ấy, cho nên là bây giờ thì mình sẽ đi kiếm nhiên liệu pad nha các bạn ạ. Ok, và cái nhiên liệu pad thì lấy ở đâu? Mọi người sẽ đi tìm kiếm, mọi người bấm vô phần bản đồ cho mình. Mọi người chọn cái nhiệm vụ liver đây. Hai cái chỗ phần 41 nha, 21 2100, mọi người bấm check cho mình. Ok rồi, bây giờ mọi người sẽ đi tới cái đảo, tới cái bãi quái đấy. Đây. Cái bãi quá này nha mọi người ơi. Đó mọi người thấy cái con y chang không? Bây giờ bạn nào mà không đủ liver thì mọi người xem và mọi người sẽ farm mấy con này nè các bạn ạ. Đó, bật 2 kill lên, quýnh cho nó dễ ha. Rồi. Ok, mình sẽ farm mấy cái đống này nha mọi người ơi. Rồi, mình sẽ farm mấy cái đống này. Ồ, cái bãi này nó hơi khó farm ha. Đấy, mấy con này nó hơi đau rồi mọi người. Không biết nó đánh mình. Ôi. Ui, đánh mình khá là đau nha mọi người ơi. Mấy cái bãi này farm mọi người phải farm đủ 10 nguyên liệu mọi người ơi. Có thể ta bây giờ làm sao để farm nhanh nè? Farm nhanh bằng cách đó chính là mọi người sử dụng vật phẩm nè. Ok. Rồi vẫn chưa được ra nguyên liệu rồi. Ê, mình được một cái bát rồi này mọi người. Ngon. Được một cái bát rồi các bạn ạ. Đấy, đây này một cái bát này nè mọi người. Đây cái phần item. Đây, một cái bát đây. Đấy. Bây giờ có cách mà để gọi là farm nhanh ngon nhất á thì đầu tiên mọi người sẽ nâng điểm kiếm mình cao hơn ha. Mọi người có kiếm một tại vì sử dụng kiếm sẽ dễ farm tại vì nó ngon hơn. Ok. Bây giờ có cách farm ngon nhất nữa, đó chính là mọi người sẽ ăn cho mình một trái ác quỷ. Đó chính là trái tàng hình. À, cái trái tàng hình đâu mất tiêu rồi. Cái trái này nè các bạn. Đây là cái trái này nè. Phải không ta? Ừ đúng rồi, cái trái này nha các bạn ơi. Cái trái mà nó có tên là Invisible Bover nha mọi người ơi. Hoặc là nó là gọi là cái trái tàng hình nha mọi người. Ủa, ở trong này nó có tiếng Việt không vậy ta? Mình thấy nó có tiếng Anh không mà mọi người không có tiếng Việt. Ê, ok thôi kệ mọi người. Mọi người những trái mà nó tàng hình như này là mọi người ăn cái trái mình nha. Tại vì cái trái này nó dễ farm hơn. Sức mạnh của hình mọi người bấm Z cho mình. Đó là mọi người sẽ tàng hình. Đấy. Mình sẽ tàng hình trừ khi bật hai kia lên cũng tàng hình nốt luôn. Đó, mọi người sẽ farm mấy con này này. Đấy, mấy con và mấy con quái này nó không hề thấy mình. Nó không hề thấy mình quýnh mà luôn. Đấy, trừ khi mấy người kia sử dụng skill đại vô mình. Đấy, nó không hề thấy mình luôn nha mọi người ơi. Mấy con quái nó không hề thấy mình để nó đang farm mình nha mọi người ạ.
Đấy, bây giờ mình theo hồ mình pha mấy cái bãi này. Đấy, mình kiếm được bao nhiêu cái bo rồi? Hai cái bo rồi, mọi người ạ. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sử dụng vũ khí đó chính là cái móc này nha. Đấy, cái móc này thì mình có lấy ở đầu cái video đầu tiên mình làm cái kia về game này rồi. Đấy, cái móc này thì đam không có ngon mọi người, nhưng đấy, tốc độ đánh, ôi mình quên sử dụng sức mạnh đàn hình phát đã. Đấy, ê, mày có thấy tao đâu? Để trời ơi, làm sao mà thấy được, thấy một cái móc thôi. Thì cái móc này đánh nó khá là nhanh nha mọi người, đánh khá là nhanh, sử dụng skill nè. Ui, khá là nhanh, ủa mất tích rồi. Mất tích rồi. Sử dụng skill cũng khá là nhanh nha mọi người, có nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đấy, skill khá là nhanh nha mọi người, đánh khá là nhanh. Ok, thì cái trái tăng hình này thì mọi người bấm Z thì mọi người sẽ hiện lại bình thường. Đó, nhưng mà nó hồi lâu lắm. Ok, bây giờ mình sẽ dùng sức mạnh tàng hình. Đấy, mình đã tàng hình rồi cho nên là không thấy tôi đâu. Đấy, ui. Thôi, mình sẽ sử dụng cái này đây, cuốn cho nó dễ ha. Ok, và một hồi farm nãy giờ là 3 cái farm mọi người. Ok, và bây giờ thì mình sẽ tua qua cái thời gian mà mình farm cái nguyên liệu farm nhé. Farm ở bản này nha mọi người. Thì nãy giờ mình farm á, mình nâng, bây giờ mình nâng chỉ số full kiếm này các bạn ạ. Đấy, nhưng mà nếu mà người bật hai kia lên thì đạt. Còn mọi người nãy giờ mình đang farm kiếm luôn, coi đã bây giờ coi, nếu mà không hai kia thì 39 nè. Nhiều đây, 39 nha mọi người ơi. Ờ, 3900, còn bật hai kia lên là trời ơi, đánh tôi luôn rồi. Tôi phải sử dụng sức mạnh vô hình nữa rồi mọi người ạ. Đây, sức mạnh vô hình đây, thành 5900, ok luôn. Và làm sao để tăng sức mạnh nữa thì hiện tại mọi người phải có hai key nha. Mình cao ra nè, đấy hiện tại mọi người phải farm á, hiện tại mình đang ô ra của mình là hai key, mình level 2 rồi. Đấy, bây giờ mình chỉ cần 750 con quái nữa mình lên level 3, đấy là tăng sát thương của cái hai key lên và cũng như là giảm sát thương nữa khá là ngon. Ok, và bây giờ mình sẽ farm nãy giờ bao nhiêu trip, bao nhiêu phụ kiện bao rồi ta, từ từ để mình xem nè. Nãy giờ vẫn 3 cái ta. Ây âu, cái hai kia của mình lên level 3 rồi nè mọi người ơi, cái này. Ok, và hiện tại bây giờ hồi nãy bao nhiêu? Ui, hồi nãy sau 5000, nãy bao nhiêu á? Bây giờ 46900 luôn nè. Ok, ui quá dữ luôn người, đam bây giờ khá là to. Bây giờ tắt hai kia này, tắt hai kia nhiêu? Tắt kia là chỉ cái 39 thôi, bật kia lên 69 nha mọi người, đam khá là to ha. Rồi đam 75% và đam phòng thủ là 73% mọi người. À, nói chung mình cứ farm quá này á. Ê, thôi xong rồi, cái hai kia của tôi nó bật hết rồi. Farm mọi người ơi, 9 cái ba mà còn một cái nữa thôi. Let's go. Tàng hình nãy giờ quá đã rồi mọi người, đúng là cái trái này không khác gì sử dụng gì đấy rồi. Đấy, đấy. Mà cái trái tàng hình nha mọi người, mà trong khi tàng hình này bật hai kia lên người ta cũng chả thấy mình là đâu luôn. Ừ, trừ khi sử dụng skill đại thôi thì bị trúng thôi. Nhớ tàng hình bất tử rồi. Tại hình như này mình đi sang bounty phải gọi là như cái nát. Rồi, còn cái cuối cùng ra đi mà, trái bam. Bây giờ chỉ còn một trái bam thôi. Lê đi, ra. Chưa ra luôn à. Ra đi, này thì không ra này. Này, tiệt ký này. Ui dồi ôi. Không ra này, sao nó không ra đi. Còn cái nữa thôi, này thì tắt liên tục luôn. Rồi, chưa ra luôn. Đây. Này thì không ra luôn kìa. Này, ủa không ra luôn. Này thì, ê, ra rồi. Yes sir, hiện hồn lên. Ok, rồi bây giờ mình đã đủ 13 mọi người. Khi mọi người farm đủ 13 ở cái chỗ khu đá. Ui, nó có cái phần, ê, cái gì red gì đây. Mẹ coi, ê, cái đây là cái gì đó. Tôi bấm vô đại nha các bạn ơi. Ê, đừng nói bấm vô đây nè, tí nữa tôi giữ xong nó nổ cái đùng nha. Ê, nhưng mà tôi đỡ tôi thử cho mọi người, để tôi thử nha, nó biết nó bị gì. Gì vậy? Interact bị gì vậy? Ui ôi, hết hồn, cho Việt Nam thôi. Cái đấy chỉ là chôn thôi. Ok mọi người ạ, rồi thì không khi mọi người farm đủ rồi ấy thì mọi người sẽ phải cần đủ 10 triệu belly nha mọi người ơi. Rồi bây giờ mọi người sẽ bấm vào trong cái chỗ cái con AC Buff này. Ok, và trả cho nó 10 triệu belly và 10 cái nguyên liệu pack. À, 10 nguyên liệu pack này các bạn ơi. Ok rồi, bây giờ mọi người bấm mua luôn nha. Rồi, và thế là bây giờ mình đã thấy cái vỏ của mình không? Thay vì bây giờ cầm bắt thì bây giờ mình cầm cái vỏ y chang như thằng đấy cầm luôn, nó cầm bowling nè. Và cái tướng linh cũng khá là lạ nữa. Và cái tướng đi nè, mọi người coi nè, cái tướng đi quá đáng thật chứ. Còn đi chậm nó cũng nhẹ, còn đi nhanh nó cũng dậy luôn. Rồi, ok, mình sẽ test thử chiêu Z nha các bạn nha. Để mình ra một cái bãi nào đấy, mình test cho mọi người nha. Đấy, đây, chẳng hạn như là cái bãi này đi. Có bãi nào ta?
bạn nào không? Cái chỗ đây là cái chỗ rai này mà thôi, bây giờ không có rai mọi người ơi. Có bạn nào không? Có bạn nào không? À đây 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 có con này mọi người. Bây giờ ui có con ở đây. Hello. Ông nào đây? Ritrock. Ritrock. Ôi giời ơi, cái ông Ritrock các bạn ơi. À bị Ritrock, Ritrock. À dín Ritrock mọi người ạ. Rồi ok ok, này thì Ritrock này nói chung là trong thế giới MMC này nó dùng toàn meme thôi. Đấy, bây giờ chú Z nha. Z vô. Ui. Ê. Ném ra quẻ cầu lửa bạn ạ. Từ. Đây là cái vòng, đây là phần vỏ mình sẽ nâng start. Mình sẽ nâng vào melee nha. Mình sẽ nâng vào melee bởi vì cái đây là vỏ mọi người. Rồi ném chữ Z. Ok. Ui. Thiêu đốt kinh mọi người. Chưa bật hai kỳ. Trời ơi. Thôi sức mạnh tàng hình đi mọi người ạ. Sức mạnh tàng hình. Rồi. Sức mạnh tàng hình mọi người, cầm vỏ lên mọi người đánh thoải mái. Trời ơi, hai kỳ lên. Hai kỳ lên. Ủa hai kỳ chưa ta? Hai kỳ chưa? Đây hai kỳ rồi, hai kỳ rồi. Đây. Ném vô. Đấy, tắt tàng hình đi mọi người. Đó, tắt ở rồi. Đây, 13.000 đam mọi người. Rồi chú ý nha, chú ý là gì? Ném như đây. Ui, lanh. À là mọi người sẽ lanh tới chú C. Chú C là một đống thằng này ném luôn nè. À, đống thằng ném ở phạm vi gần luôn chú V. Let test lại chú ít nha, test lại chú ít nha. Lanh nè, lanh. Lanh. Nãy gớm chưa? Rồi chú Z ném nó vào cầu lửa. Uầy. Lanh qua là thiếu đéo nè, còn chú C là một đống thằng này ném luôn nè mọi người. Một đống thằng ném luôn nè, ghê quá, à, ngon phết của chú V. QV là gì á? À, mình sẽ chịu ra một thằng đệ và nó sẽ ném giùm mình các bạn ạ. Đây thì này thì này thì này thì nè, rồi thiêu đốt luôn. Đây. Rồi vế sẽ ít lanh. Lanh nè. Rồi bây giờ một tí nữa mình sẽ chữa hội QV kêu cái liệu luôn nha. QV nha. Vế. Ném nè. Ném nè. Gớm vậy. Ghê vậy. Nói chung là sẽ chịu ra một thằng đệ ném giùm mình các bạn, khá là ngon ha. Ồ, tính ra mình chơi trái đót với lại kết hợp với cái này nữa thôi. Kết hợp với cái vỏ này thôi là bá này bà đét luôn. Ok mọi người ạ. Đấy, và thế là bây giờ mình đã lấy được cái vỏ mới nha. Ok, và không biết còn cái vỏ nào nữa không. Đấy, thì mình sẽ bạn nào mình nghĩ là còn cái vỏ nào mà lấy nữa thì mọi người bình luận phía dưới mình nha.